Ok, chúng ta sẽ đến với cặp tiếp theo. Ai, sau ngày hôm nay thật sự là bất ngờ. Tôi nhức đầu quá. Sawari Cup. Sao thế anh? Trời ơi, sao? Ông ơi, đời thì một thằng không hộp sữa, thằng thì ok. Gì Chúng ta đến với một cặp chắc đặc biệt nhất từ cặp đầu tiên của cái chương trình này đến bây giờ. Đó là hai nữ một nam. sao tự nhiên lại đổi format Chương trình vẫn tạo bất Đây ngờ anh. chỉ là MC chương trình, không phải là người lên format. Ok, chúng ta có lẽ là không cần phải làm quen quá nhiều với Ngọc Bít, và khi là bởi vì Bảy là một pro player Dota 2, từng đi thi đấu làm streamer, con trai thần game ABC, tóc vàng khè lè tè như là cái gì kia. Bên là một bên là Ngọc Bít, rất là nhiều người đã biết rồi, đấy là mốt kinh chat của mình, rất là dễ thương, hiện nay đang học ở Hutech. Còn Vi, hello em. Em chán biểu. Ôi dồi ôi, giọng em cũng sao có nhiều bạn nữ sinh ra cái giọng nghe nó chảy nước hết là ok. Em có thể giới thiệu sơ qua về mình không? Hello Dạ em chào anh Bảy và chị Bích ạ. Chào chào Vi và Hello chào anh Vi. Bảy. Rồi ok, Chào em biết luôn. có Anh thể Bảy giới chào thiệu. mỗi Vi là sao nhỉ? Hả? Em Sao anh Bảy Vi chào mỗi Vi ạ? từ từ để nghe từ Vi từ. thử hai người từ từ tém tém ra sao nào, để nghe Vi giới thiệu sao nào. Ok Vi em nói đi. Tên của em đầy đủ là Bùi Thị Tuyết Sương, em đang học ở Đại học Tài chính Marketing. Wow, em đang ở Sài Gòn ha? Hay là... Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, ok, em phải Hồ Chí Minh, ok. Vậy là em cũng tầm tầm tuổi những người ở đây. Em tham gia chương trình, em có nghĩ là chuyện này nó sẽ xảy ra không? Em thật sự rất là bất ngờ luôn. Em chủ yếu tham gia chương trình là để nói chuyện với anh Bill ạ. Chủ yếu là Rồi, em được bây giờ nói chuyện với lái anh Bill. rồi, bây giờ lái rồi, thấy không, bây giờ lái rồi, nó không thể tập trung vào cái việc nữa rồi. Nhưng mà thôi, không sao, chúng ta sẽ tập trung vào cái format chương trình, chúng ta sẽ đi nghe, bởi vì qua phần làm quen chúng ta sẽ nghe một chút xíu. Bảy, hình như là ông có người yêu rồi mà đúng không nhỉ? Hiện tại là không. Ủa, chắc không vậy, tôi thấy là nhiều người info thông tin là ông có bạn gái rồi. Và còn một lúc cua Đồn mấy em cả một cái gaming house các người kiểu ta mà đúng không? đồn thôi, cái gì đâu, tin đồn ai tin mấy đó, Người ta bảo đâu ai không có lửa làm confirm sao có khói. ai biết, khối nhân tạo giờ nhiều Rồi, ok. mà. Ông nhìn sơ sơ hai bạn thì ông cảm thấy như thế nào? Chắc là ông cũng không cảm thấy đúng gu đúng không? Chắc là cũng muốn dừng chương trình luôn hay này nọ đúng không? Biết nữa, không nhìn rõ mặt lắm. Không nhìn rõ mặt lắm à? Thế cái gu của ông là gì? Thế là ông nói này, gu của ông là gì? Một người bạn gái mà ông mong muốn có cho mình. Kỳ từ lúc đầu phải đi như là hỏi gu của bạn gái, thì tự nhiên hỏi Không, gu thế là hơi bất không có, ngờ. không có số random hết. Bây giờ gu của ông thế nào xem nào? Tôi á, sao nhỉ, nó phải mọi thứ phải có một chút, Cái gì có một chút? Mỗi một thứ ở đây là cái gì? và phải có giống như là nửa trắng nửa đen vậy, ủa tất cả mọi thứ luôn. Có thế chứ hiểu, có nghĩa là ngực phải một bên to bên bé à? Mông cũng phải bên lép Khủng bên nở hay như nào? Tôi chưa thì hiểu, thế không chứ ông không cụ nói cái thể vậy, ông ok, ông vậy có là thể đánh tính giá cách thôi, về tính cách thôi, còn à, ngoại tính hình, cách các ngoại hình ờ, thì ngoại hình, ông mong muốn ngoại hình một người con gái như thế nào? không quá cao, Không tại còn vì tôi hơi không được cao lắm cho nên là mét đương mấy, nhiên là mét không quá mấy, cao, mét tư, mét rưỡi, mét sáu, mét bảy, tầm mét sáu được rồi. tầm mét sáu, ok. Ông muốn là kiểu ngực to, mông bự này Không, kia hay là muốn trông bình thường cũng được? trong bình thường thôi, Trông nhìn bình là có thường. thể biết là con gái là được. Rồi, ok. Vậy là cũng khá đơn Nhìn giản nhưng biết mà là gái tính dáng cách gái là là được. phải phải hơi có tí đối lập đúng không? Ý ông là như vậy đúng không? Ừ đúng rồi. Rồi, ok. Chúng ta qua biết đi, chưa hỏi biết câu nào. Dạ. Anh nghe loáng thoáng là em cũng có crush cờ rủng rồi cũng này nọ điên cuồng. Đấy, trong những ngày qua thế thì bây giờ lại lên đây tìm là tìm bạn hay là có thể hướng tới một cái gì đấy to hơn? Em lên đây là để tìm bạn ạ.
Chứ anh tưởng em cũng bảo giống Vi là em lên đây để nói chuyện với anh Piu. Không, anh Bill thì ngày nào em cũng nói chuyện rồi. Em lên đây là để gặp anh Bảy, bởi vì em thấy anh Bảy rất là dễ thương. Ok, mày rất là dễ thương. Em gặp anh Bảy bao giờ chưa? Em gặp anh Bảy 2 lần rồi, Ôi nói chuyện rồi. Anh Bảy ở ngoài đời rất là dễ thương à, rất là dễ thương. Gu bạn trai của em là gì nào? ạ. Em thì em không có gu, bởi vì Em em quên nói hết. chuyện mà không À không. em nói chuyện để em ấn tượng bởi cách cách nói chuyện, ai nói chuyện có duyên là rất là dễ À dễ dễ có điểm trong mắt em ạ. thế đéo là mình đéo có điểm ta. Thất vọng. Đó, do mấy cái từ này ông mới nói. Thế còn Vi, em có bạn trai chưa Vi? Trước thì em có anh, còn bây giờ em không. Không ha. Em thích một người bạn trai như thế nào? Dạ bạn trai của em thì kiểu cũng tới tới với anh Bi vậy á. Tếu tếu một người thì mẫu Tiếu là tiếu. tếu tếu như anh Bill. Ông có hay kể chuyện cười không Bảy? Tùy theo tình huống thôi, chứ kiểu như là phải tự nhiên kể chuyện cười mà như vào cái tình huống nào đó thì Ông thử biết câu kể một chuyện gì câu đâu. chuyện cười đặc trưng để ví dụ như ông đi nói chuyện với gái xem nào. Cái đó thì nó lại không có tình huống rồi, phải có tình huống kể chuyện cười nó mới Là nó mới cười được đúng không? nó Ok. mới nghe cười được. Thế bây giờ đi, bây giờ cũng câu hỏi vì ông cũng làm streamer. Bây giờ một trong hai bạn nữ mà ông cảm thấy hợp thì ông sẽ làm sao để bộc lộ tình cảm với người ta? Thật ra nếu mà thấy hợp ấy, nó sẽ bộc lộ dần dần qua cái lúc mà cả hai nói chuyện. Có thể là không cần phải chạm mặt trực tiếp nữa, chỉ cần có thể là qua những cái lúc mà tâm sự vào đêm khuya chẳng hạn. Thường những lúc đó Tâm sự đêm khuya ông định nói cái gì? thì Ông định nói cái gì bây giờ? những Ví dụ tôi là Vi. cái gì mà xảy ra trong ngày hôm đó, hoặc Ok. là cái gì đó mà cảm thấy Rồi như bây giờ cụ là thể luôn, muốn cụ nói thể ra. luôn. Khó lắm. Bây giờ tôi là Vi này. Alo anh Bảy. Alo, sao á? Anh gọi điện cho em mà tại sao bây giờ anh lại hỏi em sao á? Đâu, cái này em tự gọi trước mà. Đâu, anh xem lại coi. Thôi kệ đi, thì hôm nay có gì, hôm nay có gì thú vị không? Không, hôm nay chán lắm anh ạ. Đi học, tự dưng ra đường dẫm phải cứt chó. Tự dưng nhảy lên một cái, dẫm phải dưa chuột, dưa gì ấy, thì em ngã té dập mông. Về nhà thay đồ thì vừa đi ra thì lại trời mưa, lên trường bị trễ, thầy bắt đứng ở ngoài. Tiết sau đang định vô thì cô giáo lại cho nghỉ. Đi về bị xe ô tô hất nước vào người, về nhà tắm rửa gọi điện cho anh đây này. Gì mà sao nghe cuộc đời nó bi thảm quá vậy? Thì bây giờ nó như thế, anh hỏi là bây giờ làm sao thì em kể lại để bảo là bi thảm. Gì mà sao tức làm gì tới mức độ mà có thể kiểu như là bao nhiêu cái thứ xui mà xảy ra cùng lúc gì À, được? ý anh là không tin em gì, không tin câu chuyện của em đúng không? Thì có thể là phần nào đó thôi, có thể là phần đập rồi dưa chuột xong rồi tát nước các kiểu. À, vậy là anh không muốn nói chuyện với em đúng không? Đang đang nói đây cái gì đâu Thế không muốn hôm nói. nay ngày của anh như thế nào? Tính ra thì cũng buồn chán nhưng mà nghe con nghe ngày của em anh cũng chả thấy ngày anh nó vẫn còn tươi vui hơn ngày của em Ý nhiều. ý là ý anh bảo là em làm cho anh cảm thấy có động lực hơn ấy gì? Cũng có thể vậy. À, Nhờ ngày của em mà cảm thấy thế ngày của anh vẫn còn đang vui giờ anh chuẩn bị đi ngủ chưa? chưa. Rồi em cũng nói chuyện tiếp không? Em muốn nhưng mà em chả biết nói gì cả. Đáp sao? Tưởng là cái ngày em nói vậy nó phải có cái gì đó Em chán bức chết xúc đi. lắm chứ. Em chán chết đi được, em chẳng muốn nghĩ cái gì nữa ấy. Có cả chán chết đến nỗi mà không nghĩ gì luôn. À. Thế mai rảnh không? Mai rảnh, anh đi rủ em đi đâu à? Không, mình phải trả lời mai rảnh không đã. Có, mai em rảnh. Nếu mà thấy xui quá thì hãy mai xả xui Thật xui, ý anh là đi đâu? thì đâu cũng được, Đâu đâu cũng được, con đâu người cũng thường được. Hôm nay em thường vừa em đi... hay làm gì để xả xui nè. À, em không biết đâu, nhưng mà hôm nay em đi qua cái khu sư vận hạnh ấy.
Nó mới mở mấy khách sạn khi nào đâu cũng được khách sạn hotel. Thôi đi mấy cái đó làm gì? Nó nói là vui. Đi đâu không có vui. Thế sao đó. Nhiều người vô đấy thế anh? Người ta đi người ta có công việc của người ta. Còn mình thì mình đi xả xui công việc của mình nó không liên quan tới mấy chỗ đó. Em không biết đi đâu, thế anh tính là đưa em đi đâu nè? Xả xui hả? Thường là đó xả xui hay đi net à? Đi net em không biết chơi game. Ừ biết mà, nói vậy thôi. Thì thường người ta chơi trò gì để xả xui ta? Thường mình chơi mấy cái trò mà may rủi á. À vậy là anh rủ em đi sóc đĩa đúng không? Sóc đĩa là trò gì? Sóc đĩa tôm cua cá ấy. Thôi cái trò đó nó là khác rồi, nó đâu có liên quan gì xả xui đâu. Rồi ok, nó là kiểu cờ bạc rồi. Chúng ta hình dung câu chuyện của Bảy khi gọi điện rồi. Ok bây giờ đến beat đi, chúng ta quay trở lại beat. Dạ. Em sau khi ấn tượng Bảy như vậy, bây giờ nếu như hai người, tất nhiên là hai người có contact của nhau thì dễ rồi, hai người rất là dễ tìm. Nhưng bây giờ cái câu chuyện đầu tiên đấy, nhưng mà tối nay hai người nói chuyện với nhau thì nó sẽ như thế nào? Hay là câu chuyện mà từ tối này đi sau cái show đi thì em sẽ nói gì? Nói chuyện với anh Bảy khó quá, em cũng không biết nói chuyện gì nữa. Thế bây giờ anh hỏi em là bây giờ em thấy anh Bảy dễ thương như thế, em có muốn chiếm hữu không? Hay là em cảm thấy là khó? Sao em lại chiếm hữu? Cái này là để làm bạn thôi mà. Thì bạn cũng phải tự dưng cũng phải bạn. Bạn của người ta, bạn của mình khác nhau. Sau cái show này thì em cũng ý là cũng muốn muốn nói chuyện Bây giờ Bảy rủ em đi chơi có đi không? Rủ đi chơi à? À. Có. Em chắc không? Chắc ạ. Rồi ok. Chúng ta qua Vi một tí. Vi ơi. Em có ok không nếu như bây giờ mà Bảy có contact của em và bỗng dưng rủ em đi giải xui? Đi đâu anh? Đi giải xui. Cái này anh cũng không biết, cái này là ngôn ngữ của Bảy, anh không biết đi giải xui đi đâu hết á. Em hỏi đi giải xui lại đâu với anh? Đấy, Bảy đấy, đấy là câu hỏi bây giờ. Kiểu như là bây giờ mà em khi mà cảm thấy buồn hay chán á thì em thường đi đâu nhất? Thì đó thì tùy thuộc em, tính giờ ví như là em đang buồn chán thôi, xong rồi anh chọn một cái chỗ mà em cũng không thích thì nó cũng vậy à. Nó chỉ là một cái cách nói kiểu như là tới cái chỗ em thích nhất thôi. À ok, vì em thích nhất đi đâu nếu như bây giờ em stress hoặc em buồn à? Thường nếu là em stress thì em chơi game thôi. À em chơi game gì? Thế là đi ra net hả? Em chơi Liên Minh Điện Thoại. Anh Bảy không biết chơi Liên Minh Điện Thoại. Okay. Xạo, ông xạo á. Bây giờ em rank gì ở Vi? À, sao anh? Em rank gì ở trong Liên Minh Điện Thoại? Em chưa đánh xếp hạng anh. À em chưa đánh xếp hạng. Ông có ý định trong thời gian sắp tới chơi Liên Minh không hả Bảy? Có chứ. Giờ này anh chơi. Thế là ông ý ông là ông bỏ anh em trong Discord chơi PUBG bắn giải các thứ, ông đi em chơi LOL là gì? Vẫn chơi LOL chung với mọi người mà. Thì bây giờ bình thường vẫn thiếu slot thì có thể rủ Vi vào. À ok. Còn đang có mod mới à, có mod mới chơi vui mà. Đâu cần phải liên quan đến răng này nọ đâu. Một bên biết là khi em buồn thì em muốn làm gì? Em muốn đi đâu? Khi em buồn thì em hay ngồi chơi game với lại nói chuyện với mấy đứa bạn ạ. À em chơi game gì nhỉ? Em chơi Ngôi Sao Bộ Lạc ạ. Rồi, khác nhau, một người game gọi giải trí điện thoại, một người thì chơi game PC. Khác nhau rồi, ok. Một người thích nói chuyện bạn bè, một người thích chơi game ở trên online. Anh hỏi thiệt, cái đôi này thì không cần phải tìm hiểu quá nhiều bởi vì là ngoài Vi ra thì Vi chia sẻ như vậy rồi. À, anh muốn hỏi Vi một tí xíu. Em có thích quen những người hay là em có cảm thấy bình thường với việc quen những người mà kiểu làm những công việc mà dạng giống như nhiều người biết không? Dạ kiểu như nổi tiếng anh. Ờ đúng rồi, không hẳn là nổi tiếng mà có nghĩa là nhiều người biết đó. Giống như là streamer đúng không anh? Ờ đúng rồi, thông minh thế nhở. Được, không phải đơn giản đâu. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng, ngắn gọn và thông minh. Ok, thì bây giờ em cảm thấy như thế nào?
Rõ ràng mà. Chuyện đó thì em thấy bình thường thôi. Cái chuyện đó thì em không quan trọng. À, ok. Bây giờ mà Bảy rủ em chơi game và rủ là thôi bây giờ hai đứa ra net chơi đi cho nó vui thay vì chơi online thì em có đi không? Dạ, nếu mà anh Bảy có rủ em á thì thế là chắc phải có thể là sẽ phải chơi chung trước vài lần rồi thật sự mới ra nét chứ không phải kiểu hoàn lần đầu cảnh tiên đặt ra nét tình đâu. huống thôi má, anh chưa nghe được câu trả lời của Vi. À, em với anh Bảy đã nhắn tin tìm hiểu nhau trước đó, thì em có thể em đi, còn tại vì em sợ người lạ. Ui đấy, tử Wow. tốn Đúng rồi thôi, mà. khác biệt. Biết thì vô vập biết. Đâu chị, Như em kiểu quen là anh cấn Bảy lắm mà, rồi em ấy. quen anh Bảy rồi. Đấy. Ai ta sợ người lạ, ta cũng sợ người lạ mà. Thôi đấy, à ok, bây giờ Bảy lại nói là Bảy cũng sợ người lạ. Ok. Một bên là các bạn thấy không, khác nhau. Thật sự cái này, cái cặp này có một cái sự thú vị, mặc dù là hai người con gái, một người con trai, nhưng một người con gái, hai người con gái cực kỳ khác nhau. Vi là kiểu, em có phải là người kiểu nhẹ nhàng không em? Anh đá em một người cũng hơi ít nói phải không Vi? Thì em đúng chuyện thì mới nói thôi, bình thường. À, em thích nói chuyện về những cái gì? Sở thích của em à? À, em thích nói chuyện về game thôi anh, về anime, phim hoạt hình đó anh. À rồi, ok. Biết em thích nói chuyện về những cái gì? Em thích nói chuyện về về game, về BDSM, hentai. không em mấy cái thứ đó em không biết. À ok. Ngoài game em có thích nói chuyện về cái gì đâu? Nói chuyện về nhiều thứ, em cái gì em cũng nói chuyện được hết. À ok. Bảy ông thích nói chuyện về cái gì nào? Sẽ tùy vào tâm trạng lúc đó. Kiểu như là có thể nếu mà nói chuyện chỉ cho vui thôi. Ừ, bàn về game này nọ. Nhưng mà thật sự đó thì đang thích cái kiểu nói chuyện mà kiểu như một cái cuộc nói chuyện mà nó mang kiểu như nghiêm túc á, kiểu như nói chuyện để tìm hiểu rõ À ok, Bảy bản đến thân của tuổi mình trưởng hoặc thành, là Bảy muốn tìm hiểu sâu về tính cách của hai bạn. Ok, trước khi đến với câu hỏi quan trọng, chúng ta hỏi cả ba người một câu hỏi. Tính xấu nhất của em là gì ạ, Bít? tính xấu nhất của em là kiểu giờ hơi tính em lúc thì nắng lúc thì mưa mà hay bị khùng lắm. Không, con gái đứa nào cũng thế, hỏi một mình em đâu. Con gái đứa nào nó cũng đến kỳ đến ngày cái gì nó dở điên dở dại nên không có thằng nào hiểu được hết đấy. Ngoài cái tính ấy ra có cái gì giống đâu, em có tham ăn hay là tục uống hay là kiểu thích quất roi rồi treo ngược lên rồi này kia không? Mấy cái ham ăn thì em có, nhưng mà mấy cái sau anh nói là không có đâu nha Ok. Bảy tính xấu nhất của ông trong tình chuyện tình cảm là cái gì? Đó là chắc là hay nghĩ về những cái lỗi lầm mà mình mắc trước đó Mình hay là đối phương? của mình Của mình, và của đối phương luôn. của đối phương luôn. Dằn vặt quá khứ, cái câu này chuẩn từ chuyên môn. Nó giống như là kiểu như là có thể là người lúc mà bình thường á là một con người kiểu như là sao ta bình thường đúng không, như không quá toxic này nọ hoặc là không quá kiểu tiêu cực, nhưng mà kiểu như nếu mà có chuyện gì đó thì nó sẽ cái phần tiêu cực trong người nó Nó sẽ lớn hơn. bộc ra. Cho nên nếu mà cái bạn mà đang nói chuyện á nhưng mà không khéo á rất là dễ bị ảnh hưởng hoặc là bị gọi là xúc phạm kiểu như bị sốc á, À kiểu như là đây không phải là con người mà mình từng biết không, tự nhiên cái chịu chuyện gì đó thì nó thay đổi hoàn toàn. thế cái ông có bạo lực không hay là chỉ là tính cọc cằn cái lúc ấy lên thôi, có muốn tán chết con ý mẹ đó hay là vả vỡ con mẹ nó mồm nó ra hay là cái gì không, kiểu Không, kiểu vậy không chắc hay chắn là là không rồi. à không rồi không, tôi phải hỏi Kiểu rõ, không hiểu không, tôi phải hỏi rõ lỡ ông cục lên ông muốn kiểu tay chân nó khác đi thì vậy là không, không vậy là cục cằn thôi đúng không. nhưng mà nó sẽ hơi nặng về kiểu lời nói, kiểu như nó sẽ nói những câu mà tôi biết là Làm đau lòng của người đối kia phương. nói và kiểu như là người kia sẽ không thể nào mà đỡ được. Rồi, ok. Vi, tính xấu nhất của em trong tình cảm là gì? Tính xấu nhất của em trong tình cảm thì em nghĩ là em hơi ích kỷ. Ích kỷ? Ai ích kỷ mà em?
Ích kỷ là muốn giữ người yêu chỉ cho một mình hay là như thế nào? Em ích kỷ về đúng rồi, em giữ cho mình thôi, không muốn tiếp xúc với lại, không muốn thân thiết với lại bất cứ một cái người nào ngoài nữa. Ok, Con tính này cũng hay, thú vị. Mà mình ích kỷ như thế thì chứng tỏ là mình rất là yêu người đấy đúng không? Rất là muốn chỉ có một mình với người đấy thôi đúng không? thấy tính xấu em là ngủ mơ. À, ngủ mớ à? Không, nhưng mà mớ đúng kiểu thì được. Ví dụ như là kiểu, hiểu không? Lúc ấy kiểu sung lên thì mớ này là gì? Ok, chúng ta, đấy là cái câu hỏi quan trọng nhất trước khi đến phải bây giờ. Chúng ta thay vì, bởi vì thường là chúng ta là một nữ hai nam, thì chúng ta mới hỏi là bạn nữ kiểu như nào muốn xem. Bây giờ thì mình hỏi bảy đi. Bảy cảm thấy muốn có info của mấy bạn. Không, cái này thật ra nghĩ là hỏi hai bạn nữ thực sự là có muốn có info của mình Chương không, trình đang hỏi ông mới đẩy qua hai bạn nữa. tại vì không biết nữa, nó sẽ thuộc thuộc vào hai bạn nữ hơn, tại vì À, chắc chắn là tự nhiên nó đang sẽ ở thuộc vào hai người không rồi, không đẩy qua như vậy. Bây giờ ông bản nhưng mà thân ông này không muốn cái thằng kiểu là kiểu như là do là tôi muốn không bạn nữ cũng phải không có, nhưng lại không có có bạn nữ thêm nào vì ông muốn mà người ta phải đưa chân đấy á, người ta có quan điểm riêng làm gì, mức độ ông hot đến ai mức biết độ được vì ông muốn thì mà người thôi. ta, what the fuck, tôi cũng muốn Ok thế mà tôi. ok ok Ok, là ông này là câu vật, ông phải thẳng thắn, là ông phải đi thẳng vấn đề là ông muốn của mấy bạn này. cả hai. Không sao cả, tôi thấy chuyện đấy là bình thường, nếu tôi ở ông tôi cũng sẽ trả lời như thế thôi. Thì đó Ok. rõ ràng thì đó, Không, không, nhưng mà mình vẫn phải nói ra quan trọng như thế, cái phần vấn đề quan trọng nhất. Ok. Bảy muốn ở cả hai, ông cảm thấy là ông hợp Bít ở chỗ nào nào? Ông muốn nói chuyện với Bít ở điểm nào nào? chắc vẫn chưa biết nữa, và nãy giờ vẫn chưa nói gì nhiều hết, Nhưng nghĩa mà là tại sao lại muốn muốn info người ta? Ông có thể nói lý do không? thì để đó, để cái câu hỏi thực sự là để nói nhiều hơn, đơn giản chỉ là muốn thì là muốn thôi đúng không, nhưng mà để coi là có thực sự là hợp mới nói chuyện tiếp hay không thì mới Ok, cứ muốn đó, trước đã để đúng sau không? nữa. Thế Ờ còn thì muốn Vi, trước đã. thế còn Vi thì sao? Ông có cảm thấy ấn tượng gì ở Vi không? Chưa, nãy giờ vẫn chưa thấy Vi nói nhiều thứ lắm, kiểu như là chưa biết là Vi là cũng có chơi game cũng có này nọ, nhưng mà vẫn chưa thấy kiểu bộc lộ như thế nào, tại vì cái tính cách của Vi nó vẫn như là hơi nó bị chồng mà đại trà, tức là sẽ giống như những cái đứa con gái chơi game thì thay thường đúng vậy, con gái chơi game thường hay có kiểu là ích kỷ ở đâu hăm hăm này nọ, chứ con gái chơi game mà hay thì nó nhưng mà chơi chơi đã chơi game mà còn tính tốt nữa thì nó lại rất là hiếm, thì không Rồi biết ok. là Vi Vậy có cái tầm là đấy không. em không ích Sao mày có muốn thay đổi không, hay là vẫn giữ quan điểm là một người đàn ông cởi mở, muốn tạo cơ hội cho bản thân, muốn có info cả hai, vẫn là hai đúng không? Rồi ok, câu trả lời của bạn là hai. Anh biết là em nói là em đến sâu vì anh cũng mừng lắm, đêm anh không không ngủ nữa rồi, chứ không như Bít kia, Bít nó không muốn nói chuyện với anh, nó nói thẳng luôn rồi. Thì bây giờ anh muốn hỏi Vi là sau khi tìm hiểu rất là nhanh thôi, em có muốn lấy contact của bảy hay không? Trước hết cho em nói là em chỉ mới chơi game gần đây thôi, cho nên là em cũng không phải là thuộc dạng gái mà chơi game. Em lên show này là em chủ yếu là em muốn giao lưu với làm bạn với tất cả mọi người, nói chuyện với anh Bill. Em rất là thích anh Bill, em rất là mến anh, rất là mến anh. Này mình Chết chia rồi. đã, mình chia cặp ra được luôn rồi đó nha. Cái này sâu sâu, anh xin lấy con tắc của em. Cái này ở ban tổ chức rồi, cái này Nhưng mình mà đã chia câu cặp rõ luôn rồi. thấy không, ai cũng có giải thích rất là nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là câu trả lời, phải không? Quan trọng nhất vẫn là câu trả lời cho câu hỏi là em có muốn contact của bảy hay không. Em sẽ lấy contact lên bảy ạ. Ok, chúc mừng, và chúng ta đến với câu hỏi dành cho bạn Bít. Vâng, bạn Bít, bạn có muốn lấy contact của anh Bảy ở đây và share contact của mình cho anh Bảy hay không? Em có.
Trời ơi, vậy là chúc mừng. Đây là show đầu, đây là cái cặp đầu tiên mà. Ok, bỏ đi. Nói chung là tại sao em không xếp anh vào vị trí của bảy? Somebody có thể vào vị trí của MC hiểu không? Kiểu bởi anh... vì anh không đăng ký mà. Cái này bảy điền đăng ký thôi. Ok, ông đã điền đăng ký gì? Ông đã đăng ký ở đâu? Ông đã đăng ký như nào? Có thể có một cái show nào đấy cũng sẽ quay lại có hai bạn nữ và Pew là người chơi không thay vì là mình ngồi đây mà. Chuẩn bị nhiều thứ ghê á, đang nghĩ chuẩn bị như thế nào như cái ngồi đây ngồi thủ. Ok, chúng ta chúc mừng cho cả ba bạn đều đạt được mục đích của mình và đều happy đi ra về với việc sẽ có contact của nhau, số điện thoại các thứ và đi tiếp. Chúc ba bạn sẽ vui, chúc các ba bạn sẽ ngủ ngon. Ok, thật lòng là chúc như vậy. Ok, chúc như vậy. Ok, chúc các bạn và hẹn gặp lại các bạn chương trình lần sau. MVP ơi, nhưng mà anh vẫn lấy con tắc của em MVP ạ. Dạ, em chúc anh Bill và anh Bảy cũng như chị Bích có một cái Giáng sinh vui vẻ. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có khoảng thời gian tới vui vẻ. Ok, chúng ta cùng đến với cặp cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay.